À, chỉ có 20 trứng thôi, 20 trứng mới cho rước dâu. Chẳng nghe nó khớp mà. Này này cho học dịch rót rượu ra luôn. Mình nhờ gái mình rót rượu ra cho mấy anh luôn nè. Nè mấy anh nè, quay quay nè, có núp né. Đừng có núp né, ăn thẳng ở đây nè, cái núp đâu bỏ đó dục rồi sao. Trời ơi, góp ghẻn đi vô rước dâu lẹ gì. Trời ơi, cà lấy mấy. Ăn đi lẹ. Đưa lên nè, đưa lên, đưa lên nè. Chết. Mồi bây giờ có 20 trứng nha, à. Mỗi người 2, 4, 5 người có 5 trứng, 4 trứng thôi. 4 trứng là hết rồi. Ai rồi, ai để muốn. Kìa lọc cho chú rể đó kìa. Trời ơi mấy bạn nữ kìa bưng rượu ra cho mấy anh uống để mắc ngạn tội nghiệp. À, hết mấy đứa mới được vô lâu lắm. Rượu kìa nước kìa. Khánh ơi ăn nhiệt tình vô Khánh. Trời ơi thấy thương luôn. Bảo sao ăn hột vịt mà đỏ mặt gì kỳ vậy. Ủa ăn đi cho hết. Nè mấy em ơi nhìn lên cho anh chụp cái hình nè. Đây nè. Đây luôn nè, nhìn lên. Nhìn lên luôn. Cười không? Không thế nào mà cười đâu. Dạ không, cái này là chủ yếu là vui ở trong nhà thôi. Uống đi vô cho đỡ mắt nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.